Hôm nay thì mình bắt đầu công cuộc giảm cân trở lại sau khi mà ăn Tết thoải mái. Thì chồng mình đã chuẩn bị món này cho mình, món salad. Rồi trong khi đó thì chồng mình lại ăn này, sung sướng chưa? What we do here is go back. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người tới video ngày hôm nay của Nhi. Thì hôm nay Nhi mới thuê một căn Airbnb mới và cũng có một cái kỳ nghỉ ngắn ở một cái nơi mà gần biển cũng khá là đẹp, cho nên là Nhi quay lại cho mọi người xem như thế nào. Cũng như là các bạn hay hỏi mình là người Việt ở nước ngoài hay là người Việt tại Úc thì thường kỷ niệm cái ngày Tết âm lịch như thế nào. Thì tùy theo từng bạn, thì có bạn thì sẽ gặp gỡ gia đình bạn bè, hoặc là có người thì đi du lịch như mình chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn cùng tham quan căn Airbnb và cùng đi du lịch với mình nha. Đây thì đầu tiên là một cái toilet, cũng có một cái view rất là xinh như thế này. Đó, cái view rất là đẹp đúng không? Căn cái toilet này nó cũng khá là xinh xắn. Cái căn Airbnb này thì có một cái view ban công rất là xinh xắn. Nó khá là rộng. Ban công rộng, ôi là rộng đúng. Ở đây là cái bàn ăn và bếp. Nếu mà được ở một căn như thế này thì cũng thích các bạn ha. Ngoài ra thì có một cái căn phòng ngủ khá là nhỏ như này nữa. Mình thấy căn phòng ngủ này nó không có đẹp cho lắm. Mình đang bừa bộn rất là nhiều thứ, chuẩn bị đi biển rồi, đồ linh ta linh tinh của mình. Đây, cái sau mình mới mua tiện thể khoe luôn. Nó có cái gương soi này. Màu cũng khá là xinh. Cái trắng bỏ này. Đấy. Thôi đi thôi. Mọi người có thể thấy trong gương là mình bị cháy nắng kinh khủng. Ước mơ trở thành cô gái Úc biến rũ gần như thành sự thật. Trái kinh khủng, rác đó là rác nữa. Quanh đây rất là nhiều nhà hàng kem, đồ uống, đồ ăn, seafood rất là nhiều, rất là em biết thu ngon. Nghe không nữa. Come on. Bên này đường ra biển nè. Chơi giải trí duy nhất ở Melbourne. Nó rất là vui các bạn, ở sát biển. Đây là cổng vào của công viên Luna Park. Nhìn thấy rất là ghê đúng không?
giờ thì mình đã ra ngoài biển. Biển ở đây thì khác gì biển mình đâu. Vì hôm nay thì mình đi du lịch chính là mình chỉ đem toàn bộ sample này thôi cho nó gọn nhẹ. Và khi nãy thì mình có dùng cái này, sample của Black Gentle Black Deep Cleansing Oil. Mình dùng cái này để tẩy trang rồi. Thì bây giờ tới lượt mình sẽ dùng sữa rửa mặt của hãng gì ta? Hình như là hãng Jeju thì phải. Jeju của Hàn Quốc. Thì các bạn xem thử là mình dùng toàn bộ những cái sample này thì da sẽ như thế nào nha. Thực ra thì những cái hãng này là những cái hãng mình đang dùng, nhưng mà sample là những sample dùng thử. Mình cũng chưa dùng những cái này bao giờ. Và thôi kệ, xem thử là một lần chơi dại xem sao, coi thử kết quả như thế nào. Nên là thôi kệ nha. Bây giờ rửa mặt. Hôm nay thì mình đang ở một cái Airbnb, nó khá là nhỏ. Nó không có rộng rãi trong cái việc mà để đồ á. Hơi bị khó quay. Mình bị cháy nắng hết trơn rồi các bạn. Cháy đỏ kè luôn. Ước mơ một làn da nâu nhưng mà rất là khó. Da mình cũng bị cháy nắng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cũng trở về trắng lại, trở về nguyên gốc lại. Tất nhiên là mình không bao giờ quay lại cái máy rửa mặt yêu thích của mình. Giờ tới lượt mình sẽ dùng cái toner của hãng Kiehl. Mình đã đang ngồi ở ngoài phòng khách và chắc là đắp mặt nạ sau rồi xem phim. Xem phim chồng ha. Phim không? Phim. Chỗ này bị tối tối sao nhỉ? Bây giờ là mình đắp mặt nạ mật ong, chỉ có 38.7% mật ong thật từ cái mặt nạ của hãng Anfrom của Hàn Quốc. Đây, đắp mặt nạ thôi, da xấu rồi. Mình nói xài mỹ phẩm thì mình cũng có
rất ghiền cái mặt nạ mật ong của hãng Holika. Sau đó thì mình có bán một thời gian rồi, bán chạy cực kỳ luôn. Mặt nạ mật ong của Holika biết giờ còn bán không, tuy hàng còn bán không, nhưng mà mình nghĩ là cũng một sản, một trong những sản phẩm nên dùng. Cái đó là mặt nạ ngủ nha. Hãng Holika còn có cái loại mặt nạ gì nữa, nó rất là nổi tiếng mà thời kỳ đó. Hello mọi người, bây giờ đã xong cái phần mặt nạ thì mình cũng đã đắp được 20 phút rồi. Nên mình rửa. Bây giờ ta chỉ bước serum của The Body Shop. Đây là cái serum gì đây, serum lượng thì phải. Nói chung là cái serum này giúp cho săn chắc cái mặt da của mình á. Này có cái chất đặc đặc lỏng lỏng, đặc đặc như này, không giống với các loại serum khác mình từng dùng. Mùi rất là thơm, giống thảo mộc á. Mãi giờ không để quay mày quá.